love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Cảm ơn các bác. Sau khi anh em bên Khang Phú Đạt Audio đã dỡ hàng xuống cũng như là xếp hàng hết vào trong kho rồi thì bây giờ em Hiếu sẽ đưa các bác đi qua xem những cái mã hàng mà đợt này bên Khang Phú Đạt Audio trở về. Thứ nhất là cái mã hàng bên anh Hi-V này thì như em sẽ chia sẻ với các bác là nó sẽ có đầy đủ tất cả các cái mã hàng đủ chủng loại và có thể giải quyết được tất cả về nhu cầu âm thanh khép kín cho các bác. Từ các cái loa như là loa full, loa light array, loa sub, sub đơn, sub đôi cho đến là kể cả như đầu cục đẩy công suất âm ly hay là cốt số, vang số cho đến là micro thì Hi-V này nó sẽ làm một cái giải pháp về âm thanh all in one cho các bác, cũng như là có thể giải quyết được tất cả những vấn đề về âm thanh. Thì hiện tại ở đây là trang kho của Khang Phú Đạt Audio thì rất là nhiều mã sản phẩm và đợt này bên em sẽ về đầy hết một công 40 feet nên là số lượng cho các bác cực kỳ nhiều và sẽ rất là phù hợp cho các bác làm về sự kiện, về karaoke ở các quán karaoke cũng như là bar hay là sàn hay là các nhu cầu khác. Thì đợt vừa rồi thì bên em đã biết nhận được rất là nhiều các cái đơn hàng cũng như liên hệ cho các bác về cái nhu cầu các bác đầu tư nâng cấp sửa sang về karaoke ở các quán hay là làm sự kiện để quay trở lại làm công việc bình thường. Thì bên em đã kịp về hàng và bên em đã tính toán trước nên là số lượng hàng về rất là liên tục để giải quyết cho các bác. Thì hiện tại ở đây thì bên em đang có rất là nhiều mã. Thì máy quay có thể lại gần đây thì em giới thiệu cho các bác. Chẳng hạn như ở đây thì bên em có những cái mã loa full. Mã ở đây là sẽ là bass 20. PR3 nó sẽ là bass 20, rất nhiều mã ở đây. Đến ở sản phẩm bên này cũng thế. Đây là sẽ là mã, một mã. Ở bên tay trái của em đây nữa, nó sẽ là một mã tiếp là mã về chuyên về karaoke, đặc biệt là các bác làm về karaoke ở các cái quán lớn và các cái bác làm về các nhu cầu về quán bar, sàn thì đây sẽ là một sản phẩm rất là phù hợp, đáp ứng được cái nhu cầu về ngoại hình thẩm mỹ. Thứ hai là hiệu suất âm thanh cũng như là chi tiết về các cái chất lượng kỹ thuật, riêng về các cái chứng minh về chất lượng hoàn thiện, độ gia công, chất lượng về âm thanh thì bên em sẽ có riêng một cái CD cho từng các cái mã sản phẩm để chứng minh cho các bác là sản phẩm Hi-V là sẽ là sản phẩm tiên phong của bên em giữa phân phối và đáp ứng được đầy đủ các cái yêu cầu khắt khe nhất cho khách hàng. Đây sẽ là một mã chẳng hạn như KT, nó sẽ là rất là phù hợp. Máy quay có thể quay lại gần đây là nó sẽ rất phù hợp cho các bác làm sự kiện hoặc các bác làm về karaoke ở các quán bar sàn. Tiếp theo ở đây bên trái em đây nữa là một mã về PR2. PR2 sẽ là bass 8 inch, tương đương với bass 20. Đây là một cặp loa full kích thước vừa phải nhỏ nhắn, có thể là các bác rất là phù hợp cho nhu cầu giải trí karaoke tại gia đình hay là có thể các bác với các cái phòng karaoke tương đối nhỏ thì bên em đủ hết các chủng loại. Bên đây nữa rất nhiều mã sản phẩm khác, chẳng hạn như ở đây là PR1 cộng plus hay là sâu bên trong này nữa là đây, máy quay có thể quay mình. Và bên đây là PK1 dòng chuyên karaoke, PK2 bass 10 inch, bass 25 và tương đương ở trong kia, máy quay có thể quay sâu vào trong kia. Thì rất là nhiều mã sản phẩm đang có ở sẵn ở trong đây của kho của Khang Phú Đạt Audio và bên em cam kết sẽ luôn đầy đủ về hàng hóa cho các bác. Và sắp tới đây thì bên em sẽ
đưa ra tất cả giải pháp về âm thanh all in one với chủ đạo là sản phẩm Hi-V sau cái quá trình mà bên em thẩm định về kỹ thuật, về chất lượng, về ngoại hình rất là kỹ và quyết định giới thiệu đến các bác. Thì ngày hôm nay thì rất là vui khi công hàng 40 feet của chúng em về đây với hơn 600 sản phẩm, khoảng tầm 75 mã sản phẩm đủ chủng loại về các cái nhu cầu âm thanh pro cũng như là âm thanh gia đình, âm thanh giải trí, nghe nhạc, âm thanh sự kiện hay là kể cả hệ thống hội thảo để đáp ứng cho các bác. Thì bên em rất là vui và giới thiệu với các bác đây rất là nhiều sản phẩm khác. Chẳng hạn ở đây đang sẵn ở đây là dòng với mã là PR3M, loa hệ thống loa monitor với bass là 30, hay là PR5M ở đây là hệ thống loa monitor với bass là 15 inch, bass 40, hệ thống loa monitor đặt sân khấu. Hay ở đây là loa, cái mã này là LR2001, loa live ray chuyên dùng các bác làm sự kiện hoặc là các bác làm sân khấu, làm các cái đám cưới hoặc là các cái sân vận động vân vân, rất là phù hợp. Và đây chẳng hạn rất nhiều, anh quay có thể quay cho em đây nữa, đây là rất nhiều mã. Chẳng hạn ở đây là mã HV15S, tức là mã loa sub bass 15 inch 40cm, khá là lớn, rất là phù hợp với các bác làm sự kiện hoặc là karaoke ở các quán vân vân. Và ở đây nữa, máy quay có thể quay cho em đây là rất là nhiều mã cục đẩy cũng như là cốt số vang số. Chẳng hạn ở đây bên em đang có một cái hệ thống cục đẩy, đây chính là LA260, tức là hai kênh 600W mỗi kênh, dùng cho các bác thoải mái ở các cái nhu cầu về gia đình hoặc là các cái quy mô nó không quá lớn. Hay ở đây máy quay có thể quay giúp mình ở đây là cục đẩy EX235, hai kênh mỗi kênh 350W, thì quy mô nó vừa phải do cho các cái gia đình nhỏ với nhu cầu là nghe nhạc hay là karaoke tại gia. Tương tự ở đây có khá là nhiều, chẳng hạn như mã đây là 4600, mã này sẽ là cục đẩy là 4 kênh mỗi kênh 600W, rất là nhiều mã cho các bác lựa chọn ở đây. Tương tự bên đây nữa, hoặc chẳng hạn như đây sẽ là các cái hệ thống cốt số HD206 42 in 6 out. Tương tự sẽ có mã 408 là 4 in 8 out vân vân, rất là nhiều. Và các bác có thể nhìn sâu trong kia. Đây, máy quay đi theo em sẽ giới thiệu cho các bác lại các cái hệ thống về loa của bên em. Chẳng hạn như kiểu ở đây sẽ là một cái loa, mã loa khá là đặc biệt, các bác nhìn thấy khá là hiếm trên thị trường. Mã này sẽ là mã PR52, tức là hệ thống loa ở đây sẽ là loa full đôi với hai củ bass là 15 inch, tức là bass 40. Khá là phù hợp cho các bác làm ở hội trường với diện tích khá rộng, hoặc là các cái phòng họp vân vân, hoặc là phòng karaoke theo kiểu phòng VIP hoặc là executive VIP ấy, vòng rất là lớn thì nó cực kỳ nó phù hợp. Hay là tương đây là mã loa này sẽ là rất là đặc biệt trên thị trường, là loa laser one, tức là laser 1, hay gọi là loa này loa live array, và nó có đường chỉ thị laser để giúp cho các bác khi làm kỹ thuật căn chỉnh nó đỡ vất vả hơn và căn chỉnh chuẩn xác hơn cho cái đường âm thanh nó ra chuẩn nhất có thể. Tương tự đây, một cái mã loa rất là lớn thì các bác sẽ biết được luôn ở đây là mã này là chính là cái mã loa sắp đôi, và cái mã này có tên là 218SHV, tức là hai củ loa bass đôi, củ sub đôi ấy, kích thước là 18 inch tương đương với lại củ bass đường kính là 50 inch. Thì những cái mã này rất là lớn, đặc biệt thì cực kỳ phù hợp cho các bác là khi làm các cái sự kiện ngoài trời đông, cần cái uy lực về âm thanh, cái âm trầm nó rất là tốt, thì cái thiết bị này cực kỳ phù hợp cho các bác. Và đây là một trong những mã mà rất là đặc biệt, và sắp tới đây thì tất cả các mã thì bên em sẽ có test trực tiếp về cả âm thanh thực tế, cả về đo đạc bằng kỹ thuật cũng như là mổ bụng ra để đánh giá chi tiết lại một lần nữa về chất lượng gia công, chất lượng các cái thiết bị cũng như là linh kiện để có cái nhìn khách quan nhất. Và ở kia thì máy quay có thể đi vào sâu, đây là rất nhiều mã khác của bên em. Thì ngày hôm nay thì sau khi mà cái công hàng về cũng như là bên em đã chuẩn bị và giới thiệu qua cho các bác những cái lô hàng về cái dòng Pro, tức là cái dòng chuyên về hệ thống âm thanh thông thường như là karaoke, nghe nhạc, giải trí cho gia đình cũng như là các bác làm sự kiện. Ngoài ra bên em đã phân tích rất là kỹ cũng như là đánh giá khách quan để lựa chọn quyết định là
cái sản phẩm nào phù hợp để đưa ra các giải pháp cho các bác. Thì ngoài các cái mảng pro bên em cũng đã làm rất là lâu và có uy tín trên thị trường, thì ngoài ra bên em đã triển khai và đã hoàn thiện khá là nhiều công trình các bác làm hội thảo. Thì Hi-V như em đã nói lúc nãy là nó là một thương hiệu rất là phù hợp và nó có thể all in one luôn trên thị trường để phù hộ. Thì ngoài câu chuyện đấy thì ngày hôm nay bên em về rất là nhiều cái mã sản phẩm về hội thảo ở đây, thì máy quay có thể đi theo em ra đây để giới thiệu. Đây là những cái mã thuộc cái hệ thống hội thảo, bao gồm là hệ thống loa âm trần cho các bác, hệ thống micro, hệ thống bộ xử lý trung tâm bàn điều khiển cho chủ tọa, cũng như là các cái hệ thống bộ mic cho các đại biểu phát biểu, bộ quản lý vân vân chuyên dùng cho hệ thảo, hay gọi là hệ thống PA. Thì sắp tới đây thì bên em sẽ có setup mẫu cũng như là lên cấu hình đánh giá chi tiết cho các bác, thì rất mong các bác theo dõi đánh giá. Thì sau đây thì em có thể giới thiệu qua một số các cái mã cho các bác. Chẳng hạn như ở đây là hệ thống hai mã ở đây, hệ thống HS3000D thì đấy là cái bộ xử lý trung tâm của cái hệ thống hội thảo, cũng như là HS1500D thì nó nhỏ hơn, phù hợp với các cái phòng hội thảo họp nhỏ hơn. Còn ở đây nhỏ hơn máy quay thì có thể là đây, HCS1500C đều là những hệ thống hội thảo. Ngoài ra các cái mã như là UP120, đây các bác, UP120, UP AP120, hay là những đều là những cái mã mà âm ly chúng chuyên dùng cho hệ thống hội thảo, hay là ở đây là các cái hệ thống âm ly đặc biệt chuyên dùng cho hội thảo. Nó sẽ khác hơn so với các hệ thống âm ly dùng cho pro hay là karaoke gia đình. Đấy. Ngoài ra ở đây có rất là nhiều mã khác, từ công suất nhỏ đến lớn, phù hợp đa dạng mục đích nhu cầu cho các bác, như là AP360, vân vân, 240 ở kia, và rất nhiều hệ thống khác. Đấy. Các bác có thể xem. Và cảm ơn các bác. Thì ngày hôm nay thì sau khi dỡ hàng xuống cũng như là để kịp thời giới thiệu cho các bác để nóng hổi luôn, thì bên em đã nhận được rất là nhiều yêu cầu cũng như là cái thắc mắc của các bác khi mà làm sự kiện hay là tái đầu tư lại sau thời gian dịch nó khá là nhiều, thì hầu như là không có hàng, thì bên em đã kịp thời phân tích và dự đoán trước, nên là kịp thời nhập những cái rất là nhiều mã hàng đủ chủng loại cho các bác. Thì các bác sau khi xem kênh cũng như theo dõi thì hãy cập nhật các cái thông tin của Khang Vũ Đạt Audio, hoặc là liên hệ vào cái số hotline bán hàng của bên em ở hai miền là Bắc và Nam. Thì bên em có để dưới cái số hotline ở đây để các bác có thể là theo dõi và liên hệ, để bên em có thể tư vấn được những cái giải pháp về âm thanh hay là ánh sáng phù hợp cho các bác, để các bác có thể thoải mái yên tâm. Và đến với Khang Vũ Đạt Audio thì các bác hoàn toàn yên tâm, ngoài sản phẩm được bên em nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra các cái giải pháp nó phù hợp cho các bác, thì bên em có cái đội ngũ về kỹ thuật rất là chuyên sâu và hỗ trợ tận tình cho các bác khi quá trình sử dụng, cũng như là bên em sẽ tư vấn đầy đủ các giải pháp cho các bác. Thì nếu có những cái thắc mắc hoặc là yêu cầu cho các bác về cái sản phẩm hay là giải pháp về âm thanh và ánh sáng, từ nhu cầu về karaoke hay là nghe nhạc tại gia đình, hay là các cái nhu cầu về thiết kế các cái phòng chuyên nghiệp hay hệ thống ngoại thảo, thì các bác có thể liên hệ với bên em thaodatsaudio.com hoặc là các cái số hotline ở bên dưới. Cảm ơn các bác ngày hôm nay đã xem video này. Nếu các bác mà thấy thích, thấy thú vị hoặc là có ích, thì các bác có thể bấm like cho bọn em một cái, hoặc là chia sẻ, hoặc là nhấn theo dõi kênh nếu các bác chưa theo dõi, để tiếp thêm động lực cho bên em có thể ra được những cái video chia sẻ sâu hơn cho các bác. Một lần nữa cảm ơn các bác đã theo dõi video này của bên em. Khang Vũ Đạt cảm ơn tất cả các bác. Xin cảm ơn. Hãy truy cập website khangvudatsaudio.com để biết thêm chi tiết, hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía Bắc 0981 678 963, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 Vũ Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc showroom phía Nam tại số 8 đường số 4, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Khang Vũ Đạt Audio để có thể chiêm ngưỡng những siêu phẩm trong những video tiếp theo.